Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Sơn Hoàng. Thì mục đích mình làm cái video này chủ yếu là để mà xin mời các bạn đến với buổi giao lưu tiếng Anh tại quán cà phê F Plus ở Cần Thơ. Thì quán cà phê F Plus thì các bạn cứ lên mạng, các bạn cứ ghi là F L U S là F Plus Cần Thơ. Thì nó sẽ ra cái địa chỉ, đó là 272 đường 34 phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ. Có một buổi giao lưu thì các bạn cứ tới đó thì các bạn sẽ hỏi buổi giao lưu tiếng Anh của mình tên Sơn, thì mọi người sẽ thì các nhân viên sẽ chỉ cho các bạn là cái phòng nào và sẽ có buổi giao lưu này. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc và hỏi mình rằng là có một buổi giao lưu như thế này thì mình học được cái gì. Nhiều người ta nói tiếng Anh, người ta học tiếng Anh cả mấy năm, như mình học tầm 4 năm chẳng hạn, hoặc là nhiều người khác thì người ta học đến 6 năm, học thạc sĩ nữa. Cũng mình thấy là cũng khá là nhiều thời gian mới giỏi được. Hoặc là nhiều người không học tiếng Anh chẳng hạn, như là cả 12 năm trời học chỉ học ngữ pháp không. Rồi bây giờ đi giao lưu thì cũng đâu có biết gì nhiều đâu. Thì đó là một cái nhiều cái khó khăn, có nhiều câu nói như vậy. Thì mình nghĩ là cũng đúng thôi, đó là đi giao lưu mà có một buổi một thì giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái buổi giao lưu này rất là quan trọng, đặc biệt đối với những bạn nào mà muốn định hướng lại. Bởi vì mình học rất nhiều nguồn này, có nhiều bạn này học rất nhiều cái này, nhiều sách này kia rồi cũng không có hiệu quả gì, cũng đi thi cũng không được điểm cao chẳng hạn, hoặc là cũng không nói tiếng Anh tốt được. Vậy thì chúng ta phải ngồi lại, chúng ta phải suy nghĩ lại, chúng ta phải đi, chúng ta xem lại cái phương pháp của mình học như thế nào là phù hợp. Thì mình nghĩ là cái buổi giao lưu này là cái buổi ngồi lại để mà mình xác định lại xem là cái khả năng, cái phương pháp của mình học đúng hay sai, hoặc là tài liệu nào phù hợp, hoặc là cái cách thức học như thế nào phù hợp với từng người hoặc là chúng ta. Thì buổi giao lưu thì bắt đầu vào lúc 6:30 ngày 25 tháng 12 vào ngày thứ tư vào buổi tối. Thì buổi giao lưu này thì mình có đặt cái chỗ là quán cà phê F Plus, thì tầm 30 bạn thì là nó vừa, nên là mình mong muốn là được các bạn hưởng ứng cũng như là tham dự buổi giao lưu này để mình định hướng lại xem mình cần phải học những gì, cần phải học sách nào, cần phải có những phương pháp nào ôn luyện cho nó nhanh nhất, hiệu quả nhất, để đỡ tốn tiền nhất. Thì mình thấy là nhiều học sinh sinh viên cũng đâu có tiền nhiều đâu. Hồi xưa mình đi học đó, mình cũng phải đi dạy thêm rồi đi làm thêm rất là nhiều để mình kiếm tiền là mình đi trang trải cho việc học. Thì mình nghĩ là học sinh sinh viên cũng không có tiền nhiều để mà bỏ ra một số tiền lớn, chẳng hạn như là 3 triệu hoặc là 4 triệu hay 5 triệu để mà mình ôn TOEIC hoặc là IELTS thì cũng quá là lãng phí đi. Mà mình thấy là rất nhiều nguồn học bổ ích mà miễn phí rất là nhiều trên mạng này. Rồi các bạn có thể giao tiếp bằng cách là tham dự vào những cái câu lạc bộ tiếng Anh, hoặc là các bạn có thể ra bến Ninh Kiều. Bến Ninh Kiều và các bạn gặp cô mói ở ngoài bến Ninh Kiều thì có gì mình sẽ gửi, mình có đăng một cái bài lên YouTube cô mói đó, thì các bạn có ra bạn gặp cô mói thì cô mói sẽ giúp các bạn kiếm được khách tây để mà các bạn có thể giao tiếp với họ. Thì mình thấy là cái cách đó là hiệu quả, tại vì cô đấy là năm nay là đến U60 rồi mà cô nói tiếng Anh rất tốt. Nó đâu cần phải học ở đâu nhiều đâu, cô chỉ học tạm thoại tiếng Anh có mấy tháng rồi cô đi bắt tay cô nói chuyện, thì mình thấy cũng là một điều rất là tốt, hiệu quả. Cần gì phải đi học ở đâu xa tốn tiền nhiều, mình chỉ cần học tạm thoại 1-2 tháng rồi bắt đầu mình buông ra mình đi giao tiếp ở ngoài, mình kiếm những khách tây mình giao tiếp. Đó là một điều rất tốt cho sinh viên, hoặc là những anh chị nào mà không có thời gian rảnh thì có thể là kết bạn với tây chẳng hạn. Đó là những cái tìm cách thức mà tốt, và mình nghĩ rằng là cái buổi giao lưu này sẽ có nhiều cái bổ ích cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào.